nó xem một căn hộ thực tế đang có người ở tại chung cư bên cái máy điện thoại. Đây là sàn nước sinh hoạt chung ở đầu cầu thang. Cầu thang bộ. Lối đi chính vào các căn hộ. Cửa chính căn hộ. Bây giờ ta sẽ xem bên trong. Căn tầng 4 là nhiêu mà? Đây là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một cửa sổ.